Nhiều ngày qua, thời tiết rét đậm kèm thêm mưa phùn kéo dài khiến nhiều loại bệnh phát triển ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Để chủ động phòng tránh các bệnh nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là cho người già và trẻ em. Bà Nguyễn Thị Yến, thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, hiện đang chăm sóc mẹ chồng, năm nay đã 102 tuổi và chồng của bà năm nay cũng ngoài 70 tuổi, có bệnh lý nền, sức khỏe yếu. Những ngày qua, khi nhiệt độ rét đậm, trung bình từ 12 đến 15 độ, bà Yến đã chủ động các biện pháp để giữ ấm và tăng cường sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, trong đó có việc lắp đặt thêm điều hòa hai chiều, hệ thống đèn sưởi. Trong nhà thì tôi lắp đèn sưởi, cả nhà vệ sinh tôi cũng lắp đèn sưởi. Cụ thì là phải có cái chăn để giữ nhiệt, giữ kín gió cho các cụ, uống các vitamin cho nó tăng cường sức khỏe. Chị Mai Thị Hải, thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, vừa mới sinh em bé được 2 tháng. Để bảo vệ sức khỏe cho con, chị Hải áp dụng một số biện pháp như giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ gây bệnh. Thận trọng trong việc giữ ấm bàn tay, lưng bụng và bàn chân cho con. Hàng ngày là bôi dầu tràm vào gan bàn chân bàn tay, giữ ấm ngực của cháu lại, cổ lại. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, trong 2 tuần qua, số ca bệnh nhi nhập viện tăng từ 30 đến 50% so với những ngày trước đó. Cá biệt, có những ngày khoa chuyên khoa tiếp nhận 10 trường hợp trẻ phải nhập viện để điều trị các bệnh như viêm phế quản, viêm mũi, viêm họng, viêm phổi, cảm cúm, tiêu chảy. Chúng ta phải để trẻ ở những nơi sống thoáng đãng, khô ráo, tránh ẩm ướt, không đưa trẻ ra ngoài môi trường khi mà thời tiết rét đậm, rét sâu hay là có mưa phùn, để giữ ấm cho trẻ. Nên bổ sung các chất theo 5 nhóm: đạm, vitamin, chất béo, tinh bột, khoáng và nước. Các mẹ cũng nên cho con tiêm chủng đầy đủ. Cùng với những phương án tích cực chủ động từ phía thầy thuốc và bệnh viện, thì việc người dân, đặc biệt là tại các gia đình có người già và con nhỏ, tăng cường các biện pháp phòng bệnh sẽ góp phần giảm quá tải cho các cơ sở y tế trong những thời điểm thời tiết giao mùa này.